Bữa nay hai vợ chồng Nhị Nhung lại đi ăn phở gà, phở thìn ở xã Đàn. Phở gà thìn béo này ở xã Đàn. Và ông gọi một lườn 40k và một lẫn 50k. Đó. Còn đùi là 60, cánh là 50, lưng là 50, da là 50, phao là 50, lẫn 50, lườn 40, lòng thường 50, lòng đầy đủ 70 và suất đặc biệt là 100k. Sài Gòn thì 25, bánh 30, trigger 30, men nhỏ 80, má xấu 200, ca, la vi, sữa đá, chân gheo, trà đá. Bây giờ chúng đang chờ họ làm. Ngon không nhỉ? Đấy, ngon không? Ngon chưa? Đấy, ngon quá. Đây là trên đường xã Đàn. Ông ơi, chồng có nhớ quán này là bao nhiêu xã Đàn không? Trên nằm trên đường xã Đàn 195 xã Đàn. Đó. 195 xã Đàn. Mắt thấy nhìn mới hấp dẫn hơn là trên web nhiều nhiều. Quán này là quán ruột của Hà, gia đình nhà Nhung đây. À, Nhung thường ăn lườn bởi vì Nhung được ăn thịt trắng. Đó. Vẫn được ăn thịt trắng bình thường. Bây giờ thì bạn ấy đang đây xuất một bát lườn và một bát lẫn rất chi là ngon. Một bát lườn và bát lẫn. Và đây là chanh. Chanh. Ớt. Giấm. Đó. Lần nào thì ông chồng Hữu Hìn cũng đều vắt chanh cho vợ. Rất chi là chu đáo với vợ. Rất chi là chăm sóc vợ. Nhi. Rất chi là yêu vợ. Rất chi là thương vợ. Xin mời cả nhà cùng ăn phở gà.